Tin mừng theo Thánh Gioan. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: Chúa đó, có Chúa trong đời. Cuộc đời chúng ta trải qua biết bao cuộc gặp gỡ, có những cuộc gặp gỡ thoáng qua không để lại gì, và cũng có những cuộc gặp gỡ làm biến đổi tất cả. Bài tin mừng hôm nay thuật lại một cuộc gặp gỡ mang tính biến đổi như vậy. Từ đầu cho đến lúc người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: Chúa đó, là cả một không gian u sầu ảm đạm. Các môn đệ mất thầy, họ chẳng còn biết làm gì ngoài việc ngồi lại bên nhau trong sự chán nản. Mất mục đích và định hướng cuộc đời, họ chỉ còn biết quay lại với quá khứ. Tôi đi đánh cá đây, nhưng xem ra cũng chẳng được gì. Và rồi, Chúa đó, tất cả được thay đổi. Niềm vui thay thế nỗi buồn, phục sinh thay thế cho sự chết. Chúa phục sinh vẫn luôn hiện diện trong cuộc đời mỗi người. Liệu chúng ta có nhận ra sự hiện diện ấy? Sự hiện diện ấy có khi là một nụ cười, một lời động viên, hay một cái bắt tay của người đối diện. Lạy Chúa, xin cho con biết nhận ra dấu chỉ phục sinh nơi những điều bình dị trong cuộc đời con. Amen.